đã từng mơ mộng ngưỡng trăng năm để mãi vẹn nguyên một vết hằn, vẫn biết duyên kia chỉ một lần. Không may lắm nhỉ, để đọc lại này. Đã từng mơ mộng ngưỡng trăng năm, những trăm năm. Thôi, dạp đi. Vẫn biết duyên kia chỉ một lần. Cái bài này hay hay ý, nhưng mà đọc nó không hay cho lắm. Đây, nay sẽ nãy mình định quay video về phù thủy nhưng mà không có nick à, chơi tiếp cái này. Hôm qua thì mình định quay video về rối máy sư tử nhưng mà không có con rối máy sư tử nên là thôi không quay nữa. Giữa thiện đẹp trai và nhập hồn này đi trước á. Thắng được thiện đẹp trai thì hơi khó các bạn. Để mà thắng được thiện đẹp trai thì hơi khó bởi vì là cái nick này này theo mình biết ý, nó đầu tư nhập hồn đi trước không combo luôn á, bị ăn siêu lamia không combo được hay sao ấy, hay là chịu. Như nhập hồn đi trước ấy bị dính siêu lamia xong là không combo được, theo mình thấy là vậy. Nick này thì nó quá là xịn rồi các bạn. Giờ nhà sẽ combo rồi máy sư tử tái kiếp, bởi vì sao? Bởi vì con siêu linh đinh đông ấy nó sẽ treo đặc biệt con này. Khi con này lên sân rồi xong dùng siêu x nữa là lúc được con hero này. Sau khi lên con này xong thì con nó rồi máy sư tử tái kiếp sẽ lên sân, thế là win được các bạn ạ. Ấy là vẫn thua, không thể kháng cự được các bạn ạ. Bây giờ kiểu nó có siêu linh đinh đông ấy, chắc là sau này nó sẽ fix con siêu linh đinh đông thôi, chứ bây giờ con siêu linh mạnh quá. Mà nhiều khi ăn hand trap thì nó cũng vẫn đi các bạn. Để xem lại nhé. Kiếm sang một trận à. Đấy, nãy mình vừa bảo là định quay video đối máy nhưng mà mình không có đối máy nên là mình không quay được ấy. Bởi vì bây giờ ấy, một số nick VIP nó có siêu X với lại siêu linh đinh đông. Hai con đấy thì nó gọi bài từ bộ bài thế, từ bộ bài luôn. Nó gọi bài từ bộ bài thì nó sẽ không chết bài. Với lại nó combo rất là dễ. Ăn hand trap thì hên xui vẫn nó vẫn đi. Mà hand trap tùy bởi vì là nick đấy nó còn nhiều. Nó không, tức là nếu mà ăn hand trap ý, thì nó cũng ít thua lắm. Bởi vì nó vẫn combo được. Hand trap không thể giết hoàn toàn nó được. Nó mà được đi trước ý, thì nó sẽ như thế. Còn đi sau thì khó các bạn. Đi sau bây giờ có skill card ý, thì rank cao. Nếu mà đi sau cũng khó làm combo đấy. Cái combo đấy chỉ được đi trước thôi. Chứ bây giờ rank cao mà ăn skill card thì nó vẫn thế. Cái này là thú cái gì Happy Lady. Nhưng mà chưa nên được hai con lồng. Ngày xưa mình cũng chơi cái deck Happy Lady này cũng ghê vãi ra. cái này là chưa nên được rồng các bạn. Với lại là để thế tấn công này thì chết rồi. Chưa nên được rồng xong còn để thế công thì vẫn chưa thua. Ủa, tại sao lại không đấm vào con này nhỉ? Con này có bị khiêu khích đâu. Vô lý. Thôi chắc là xem nhá. Nếu mà pha tại sao không đấm ta. Cái này là chim mừng à, xịn vậy. Ui dồi, mày nghe con chim này ghê vậy. Ghê vậy bồ. Mình tưởng thú có cánh này bình thường chứ. Thú này nạp tiền đấy, không phải đùa đâu. Cái này thì chưa có ấy được. Bây giờ đấm xuyên à? Đấm xuyên thì chết. mình tưởng cái đoạn này thú có cánh nó lật kèo rồi cơ. Thì tí lật. Cái này mix mấy con thú có cánh với nhau ấy thì mình không rõ. Bởi vì tầm một năm thì mình chưa chơi cái deck đấy. Mà nói chung là deck đấy nó bây giờ nó cũng đuối các bạn. Đầu tư nhiều nhưng mà nó cũng không mạnh lắm. Xem trận này xem nữa. Trận này xem nữa đi sau nó win chắc rồi. Bên kia là thiên sứ sang ngã. Xe nữa đi trước và thiên sứ sang ngã đi sau để mình nghiên cứu nhá. Chắc là xe nữa ăn đấy, thiên sứ khó ăn lắm. Thiên sứ thứ nhất nó không có đam ý. Thứ hai là nó cũng không phá được tường của xe lửa ấy. Đại nội anh sao cái gì đây. Ăn hand trap à. Được hào quang sao băng à. Bây giờ cho lên S thì nó cũng khó các bạn ạ. Bây giờ lên S thì cũng khó luôn. Xong ném chết con Blahat thắng vực à. Phan này như là thua rồi. Đó. Phan này chắc là thiên sứ sang ngã thua rồi. Bởi vì là con xe nửa để thủ sân ý thì thiên sứ nó khó đánh lại lắm. Ui nó lên hai con anh 11. Gì đây. Đấm được hai lần đúng không. Đấm xuyên thủ á. Vẫn chưa thắng á. Nhẽ sao giờ game ảo vậy. Giờ chơi lạ nhỉ. Chắc là kiểu nó lý thuyết thì nó một dạng thôi. Bây giờ chắc là lên chiến khúc này. Chiến khúc bắn chết hai kia nhá. Bắn chết hai con này. Xong bây giờ cái này giống mùi thiên sứ win ngược các bạn. Xong giờ lên linh 3 nhá, linh 3, linh 2 cũng được. Thế là thằng xe nửa kia nó dùng cái lá kia bị bóp ấy chứ. Tự nhiên nó dùng cái lá liên kết cơ quan ấy, xong nó bị khóa tấn công ấy. Thế là nó không win được ấy, xong thế là nó thua ấy. Cái gì gian, ai bán lại Ibezano. Ok, lốc cú tèo để xem này, sợ quá đấy. Xem mấy trận có cúp ấy, thì nó sẽ ok hơn. Cái này là tà đạo đi trước này, tà đạo này đi trước nhá. Nhưng mà mất lượt hay sao ấy. Còn mẹ cúp mà đánh bài như vậy á, đùa thật chứ. Từ từ nha, cũng chưa nói chắc được gì. Cúp 10 server mà chơi như này á. Lạ ta.
con kia đấm vào trực tiếp điểm gốc được nha các bạn. Cái con 7K6 nam ý, đấm điểm gốc trực tiếp được này. Đấm này. Ô xong bây giờ. Ô pha này ngố nhở. Pha này dùng token ý. Pha này dùng token, đấm vào token là win rồi. Bởi vì là khi con token chết ý, nó sẽ đốt đốt 300 máu. Ừ pha này vận mệnh gà. Đánh giá là gà. Pha này dùng con token, đấm vào token là win chắc luôn. Còn pha này thiên sứ ra ngã nó nổ hết sân à. Thế là thiên sứ nó win ngược à. Thì đúng là hôm nay chơi game đau đầu thật đấy. Ô vẫn chưa win à. Thế là hero win ngược à. À không, lại thiên sứ win rồi. Hero hết bài rồi các bạn ạ. Pha đấy dùng token đấm là win rồi ấy, nhưng mà bạn này chẳng dùng token đấm. Quá là tuyệt vời. Thế là lúc của thằng thiên sứ nó vẫn win. Lốc sợ quá buồn dậy về bờ tờ cờ như nick VIP này các bạn. Đúng không ta, nick bờ tờ cờ này, này. Tà viêm đế này. Ồ hình như nick không uy tín không đấy. Ê, nick 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 này có VIP uy tín không ta. Linh táo tấn công này, nhịp điệu rồng này, ném token này. Xong chả chơi rồng mà. Rồng bây giờ chỉ có chơi con rồng đen thôi. Ừ giờ chỉ có con rồng đen đen ý. Mặc dù tên nó rồng trắng nhưng mà hình nó màu đen. Con rồng XYZ của bọn này này. Giờ đấm à. Thế là win à. Nghĩa sao game nhạt thế cũng nó xè. Mấy con chó này. Có gì là sắc ở trong cái game này. Game này có cái gì là sắc. Chỉ là kết thúc lượt thôi mà. Ừ chết bài xong kết thúc lượt. Chả có cái vẹo gì. Pha này người ta chưa ném token sang sân luôn cơ. Ừ pha này ném token may ra sống được, còn không thèm ném token sang chịu, không biết xe cho người ta cười mà cho. Thôi để mình kiếm trận nào hay hay nhá. Những cái này giờ lạm phát xe quá, giờ xe bài lạm phát quá đông à. Hình như đông này cũng VIP ạ. Để xem mấy trận mấy người VIP chơi. 10% locket này, đông này đông nhập hồn à. Đây này đông có siêu hỏa ngục này. Xem nhá, nếu mà rồng trắng này đi trước khả năng thì sẽ là con rồng đen các bạn. Thật 100% là bạn 10% rocket này chơi con rồng đen đấy, con rồng đen đây này. Giờ meta chỉ có thế thôi. Rồng đen này xong thì sẽ lên cái con linh 4 là xong. Cái này rồng xích để ném bài, rồng xích thì ném ném một lá xuống đấy, ném một đất đất con quỷ kia kìa xuống này, linh 2 xong bây giờ hồi sinh một con về, xong bây giờ linh 4 này đó, xong kết thúc lượt này đấy. Xong bên kia cụt tay luôn, chơi chơi như vậy là bên kia cụt tay các bạn, không làm được gì luôn đấy. Đây nhá, mặc dù trên tay có nhập hồn này không combo được, làm sao mà combo được đấy, lấy bài các thứ thôi chả làm gì nữa. Ủa con tà viêm đến nhảy xuyên à, à ma vậy. Ồ mặc dù là vẫn lên được bài nhưng mà con tà viêm đế này thì con này OP quá thì không tính nó rồi, nhưng mà vẫn thua được bạn. Mặc dù con tà viêm đế rất là OP, không dùng được hũ tham vọng cơ mà, nhưng mà vẫn thua thôi. Làm sao mà thắng được sức mạnh con lồng đen kia, sợ quá ấy. Giờ giờ hai đội chơi, một là đi trước rồng đen, hai là đi trước win luôn lùi máy sư tử ấy. Ủa thế giờ thằng rồng đen thua à? Bịp à, mẹ game toàn bịp thôi. Thế con rồng đen thua ngược à, tải thật chứ. Này hôm nay xem bị bịp kiểu gì để xem nhá. À, top 1 toàn 95 này. 266 server cũ chắc là cũng mạnh đấy. Mà thôi không xem. Đầu tờ cờ xem dạo này cụm 2 không thấy lật kèo nhỉ. Ồ. Không thấy ai xe chặn đánh với lật kèo. Cái này là chơi khó đấy. Cái này chơi khó các bạn, mình chẳng biết chơi gì luôn. Con kia là có con cái này thì chắc là chủ yếu là ES rồi. Tiểu ngư chắc là chủ yếu ES. Còn bên kia là gì? Sao sao phát này lạ nhỉ? Sao lại nhảy con tà viêm đế xong nào thì quái gì kia? Đó. Con này lên siêu chưa? À con này vẫn là con bình thường này. Ủa phát này tấn công hài vậy? Cái thằng đờ cờ BT này hài vậy? Để xem làm gì nhá. Nút bài hình như pha này không tấn công được nữa bởi vì nó ăn cái con kia rồi, ăn cái lá bẫy trong mộ rồi. Ừ pha này không tấn công được nữa này. Ủa thế thế lại lật ngược à, có lật được không, bắn chết này, đâm lấy bài này, lồng mình sao này, có lật được không ta, chắc là không lật được đâu. Rồi gọi ra này, con kia sẽ hồi sinh một con về, hồi sinh ES về cũng được. Ủa không cần hồi sinh luôn, bắn một phát hai lá này. Ủa thế lật được à. Ơ giờ giờ sao pha này dạo này chơi game nó hài nhỉ. Ô từ từ mình xem lại nhá, cái pha này tại sao lên được tà viêm đế ta. À chưa hiểu lắm. Lại lag. Ô giờ xem hai lần trong một lượt là bị lag các bạn. Hôm qua mình xem cũng thế.
tài thật chứ. Giờ game nó hay lag cục. Để xem lại nhá, tại sao cái pha đầu lên được 8 viêm đế nhỉ? Không rõ luôn. À, nhưng mà giờ nó trôi mất tiêu con chặt đấy rồi. Cái thằng đờ cờ bờ tờ ở đây. Này, cái pha đầu tự nhiên lên tài viêm đế thấy sai sai nhá. Đấy, đang suối nguồn lấy bài virus ném bài. Xong tự nhiên cái đùng con tài viêm đế lên sân. À, hiên tế hai con lên tài viêm đế. Hiên tế làm vẹo gì? Ồ. Tức là mình chả hiểu lắm. Tự nhiên hiên tế lên hai con tài viêm đế bằng vẹo gì? Pha đấy thì combo yes các thứ, nói chung là cái này mình không rõ đồng lối chơi mà xem mọi người chơi thôi các bạn. Để còn coi trận nào nữa không, tiểu ngư này, cái thằng đờ cờ à đâu, bất bất cần này, Sa Lan này, ai mở lu này, à, X đánh rất hay à, ok, nhập hồn này, bên kia là hero à, thế chắc nhập hồn thua rồi, bởi vì bây giờ hero khả năng bên kia có siêu X hoặc là có linh búp bê hoặc là có tà viêm đế, nên chung là bây giờ để win nhập hồn cũng dễ các bạn, cứ bốc con tà viêm đế là win. Ngày xưa thì cái gì nhỉ, tự nhiên nó nhả nhập hồn ra, xong bây giờ tức là kiểu tự nhiên game cho cái deck nhập hồn nhiều người chơi, xong bây giờ phải la lại cái mấy cái lá cao tơ nhập hồn rất là mất thời gian. Thà để nguyên nó vậy đỡ đau đầu. Đây nên hai con này chắc là kiểu gì cũng có tà viêm đế rồi, tà viêm đế lên sân này. Đây này, pha này đổi bài sẽ đút được tà viêm đế. Đấy. Ủa không có à? Vẫn vẫn chưa được các bạn. Ủa siêu dream này. Ồ, không đút được tà viêm đế. À nhưng mà giờ siêu dream thì nhập hồn. Đây nhá, giờ con siêu dream trên sân thì làm sao mà nhập hồn nó chơi được. Hình như con siêu dream này sẽ hồi xuyên của effect của nhập hồn luôn ấy. Nên là các bạn cứ từ từ nhá xem này. Chuẩn bị con siêu dream nó thủ sân bất tử luôn này. Đấm không bao giờ chạy hết siêu dream. À vẫn hết à? Ồ, tức là vẫn bị hạn chế con kia. Ngon. Thế thế chắc là nhập hồn win được. 3 mít rát. Win ông ta. Nếu mà không win thì tơn sau tà viêm đế. Ồ vẫn không có tà viêm đế. Xui vậy. Quái khói này nên con vận mệnh này. Rồi làm gì nữa? Khống chế vận mệnh này, 3k 3 đam này. Không tấn công được à? Ồ cái pha này để xem nhá, để xem lại siêu dream này. Hai con siêu đờ à, hình như nick này có một siêu dream thì phải. À hình như con dream này này sẽ hồi xuyên mid rat nhá, nhưng mà do nick này chỉ có một con siêu dream thôi nên là nó không không mạnh lắm, hình như là không có siêu hero luôn ấy, có con dream này. Ừ, chắc là nó sẽ hồi xuyên được mid rat đấy, nhưng mà chẳng qua là pha này nó không có hai con dream ấy. Ông ma nhập hồn quá gì đây, không biết có, chắc là trận này win được các bạn, bởi vì nhập hồn thì nó lên linh ấy. Tí sẽ lên linh này, ừ linh xong bây giờ gọi bài xuống tiếp là thắng rồi, thắng ông ta thắng được chứ nhỉ. Ồ thắng luôn rồi các bạn, tưởng để cho kiên 99 đất kéo chứ nhỉ, không để cho kiên 99, quá là buồn, sợ quá, trận này xem rồi nha, buồn vậy. Lũ Bắc Kỳ 281 PHP Phạm Hữu Phước à, để coi nha, để coi nha, xong kiên 99 nó sẽ được 3 trận liền nhỉ. Kéo xuống xem còn trận nào không nhá, xem blue tiến slow tiến sâu lớp à, sâu lớp là nên nên yêu à, rồi chết bài rồi, blue dragon chết bài từ tơn đầu, bên kia xe nữa nó đấm không trượt cái nào. Đây bây giờ đấm là win rồi đúng không, mình nhớ là hình như là đấm là win rồi, bắn một phát này nên đấm này, đấm đi đấm, à còn một cam máu à, đây rồi, ui giời ạ, tưởng nó là được kèo thì thấy nó bốc đồng trắng lên, mình kiểu lúc đấy trong não mình ý, trong não nghĩ ui chết rồi, trận này lần lật kèo rồi, con chịu thua ạ. 10 phần trăm chắc là trận này xem chưa ta. Trận này phù thủy à, lâu lắm mới thấy phù thủy nhá. Phù thủy đi trước không combo à? À có Psyche nên là lười combo luôn á, ảo nhé. Có Psyche nên là lười combo, pha này xong tơn sau chết bài, bị mất cái gậy là chết bài rồi bạn ạ. Bị mất cái gậy là phù thủy chết bài rồi, tơn sau hên xui nhá, tơn sau hên xui rút được gì nhá. Để xem tơn sau rút được gì không? Tạm thời đình chiến. Ồ, con này nên con cổ tích à? Không, thua rồi. Vừa gặp trận phù thủy tưởng nó đánh hay lắm, thì ra là tệ. Thắng không? Thua rồi. Ờ, có con siêu siêu ly ca kìa. Chắc là chưa thua được. Chắc là chưa thua được. Quan tài hồi sinh này. Lồng hỗn độn này. Đấm này. Ồ, cái pha này phù thủy trên lò nhỉ?
tường tường phù thủy này vip lắm, nó cũng bình thường. Cái này là có cái gì cho cái đấy thôi bạn, có thời đại như là cái con ngày xưa cũng phù ly rồi sao ấy, có win được không ta, có win được không? Đây gậy phép rồi, gậy phép nhưng mà không có bài để lấy luôn. Thế phù thủy này chơi cái vẹo gì ta, gậy phép còn không lấy được bài thì chơi gì? Susano. Nay tức là kiểu dạo này trên cái này có mấy cái trận hay, có mấy trận hay nhưng mà có mấy trận nó dở nhỉ. Sao mà trận nào cũng hay để mình ngồi xem cho nó chơi, bởi vì lâu lâu mình chơi game ấy, mình chẳng biết dạo này game ra sao. Còn theo mình thấy bây giờ cứ siêu lên Linh Đông xong lối máy sư tử, hoặc là con rồng đen, rồng rồng trắng màu đen ấy đấy, hoặc là chẳng còn hoặc là gì nữa, nó bây giờ mid rác cũng chẳng thua rồi. Giờ hầu như là người ta một là cái con rồng đen, con đấy không thể kháng cự rồi. Tiếp theo là cái con rối máy sư tử tai kiếp, con đấy thì win luôn rồi. Rồi đến giờ skill card, chứ bây giờ mấy cái meta thủ sân này, mấy ta đi trước counter không ăn thua, bởi vì bây giờ ấy người ta phá counter được hết rồi. Bây giờ counter cũng thì counter cũng mạnh thật, mà giờ chỉ có lồng lồng đen thôi, lồng đen là không làm gì được. Chứ bây giờ như kiểu là lên quái mà để thủ sân với lại counter hay là con tượng thì không ăn thua nữa rồi. Bây giờ con siêu linh đinh đông với lại cái con tà viêm đế nó bá quá rồi, thật. Con tà viêm đế lẽ ra phải bán 500k so phế liệu ạ, thật. Mình mà làm game mình bán tà viêm đế 500k so phế liệu cho mấy thằng nó cay rơi. Chứ bây giờ con tà viêm đế nó kiểu phổ thông quá rồi, nó giống con mắt lạ ấy. Con tà viêm đế bây giờ giống con mắt lạ ngày xưa, ngày xưa thì con mắt lạ bá, còn bây giờ là con tà viêm đế.